Hello, xin chào anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức nha. Hôm nay em Hưng xin lên sóng con xe vừa về bên em Hưng luôn. Cái xe rất là hot trên thị trường này hiện nay quý anh chị. Hot vì sao? Vì trước tầm khoảng là 2 tháng trước thôi, chiếc xe này nó kèm lại khoảng 100 triệu nha và không có hàng luôn. Nhưng mà hiện tại giá xe đã rất là bình ổn và cái giá xe lướt này lại rất là mềm luôn quý anh chị. Và hiện tại là giá xe trong hãng thì cũng đang có xu hướng lên giá là theo tỷ giá ha. Thì giá tiền ngoại tệ thì cũng lên giá chút đỉnh, nhưng mà cái giá xe nước này lại rất là ổn áp cho quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm dòng xe này. Thì chiếc xe của em Hưng đang giới thiệu ở đây á, là chiếc Ford Everest Titanium phiên bản là 2.0 turbo một cầu, sản xuất 2022 và mới chạy được 16.000 km thôi. Xe thì màu cam nha, cái màu đẹp nhất của dòng Ford, của dòng xe bán tải luôn. Và biển kiểm soát là biển Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là đẹp. Ok, để em Hưng đi một vòng cho quý vị cùng xem về chiếc xe nha. Thì chiếc Ford Everest này thì quá là nổi tiếng rồi, có rất là nhiều những anh em về review xe đã review về tính năng xe một cầu, xe hai cầu, bản đủ bản thiếu ha. Thì hôm nay em Hưng là chỉ đi sơ bộ cho quý anh chị về cái chiếc xe của em Hưng vừa về thôi. Thì chiếc xe này á, là chạy 16.000 km và sơn zin của chiếc xe của chúng ta hiện tại là tay nó giống như điện thoại quý vị, line new 99,9% nha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Thì một chiếc xe to như thế này không thể nào mà 100% được là nguyên bản được. Thì mình chỉ là đánh giá là tổng quan ha, sơ bộ. Thì trước khi giao xe cho quý anh chị á, là bên em Hưng sẽ tặng cho quý anh chị á, một cái gói spa trị giá là 5 triệu đồng là sẽ dọn đánh bóng toàn bộ xe ha, dọn gầm, vệ sinh nội thất và dọn khoang máy luôn. Nếu khoang máy còn sập thì chúng ta sẽ không dọn nha, để nhiều khi là em cũng chưa xem khoang máy của nó nữa, tại vì ít đụng chạm vào khoang máy nhất nên điện đốm nhiều. Đây, một bộ Ford Everest mẫu mới quý anh chị. Trước thì làm mưa làm gió kèm lại các kiểu ha, hiện tại thì giá rất là mềm luôn. Chỉ chiếc xe này hiện tại quý anh chị là lăn bánh trong hãng thì sẽ rơi vào khoảng là 1,4 tỷ, hơn 1 tỷ, khoảng gần 1,5 tỷ quý anh chị ha, gần 1,5 tỷ. Thì hiện tại chiếc xe này bên em Hưng đang chào bán chỉ với là mức giá chỉ có hơn 1,2 tỷ quý anh chị nha, 1,250 tỷ và còn thương lượng cho quý anh chị nha. Còn đã lập cho quý anh chị nào quan tâm dòng xe này, xe quá mới và cái màu này và cái màu khá là màu đẹp nhất của dòng Ford quý anh chị, màu cam ha, giống như con nguyên chắc rất to quý anh chị. Rất là đẹp. Đây em không quên nói cho mình cùng xem nha. Thì ở phiên bản này á thì hãng trang bị cho chúng ta là một bộ ghế da nội thất là màu, nó là màu màu nâu, cũng phải màu nâu mà nó hơi màu xám quý anh chị, màu xám quý anh chị, xám be ha. Và có cửa sổ trời luôn, một bản một cầu Titanium hiện tại vẫn được trang bị cửa sổ trời nha. Hàng ghế sau của anh chị, hàng ghế sau thì có ở phiên bản này á, thì hãng cắt bớt cái gập điện của anh chị ha. Cái này mình sẽ mình kéo lên gập xuống bằng cơ ha. Nói chung nó cũng em thấy là cũng rất là hợp lý, tiết kiệm chi phí cho mình đấy. Và cấp điện thì vẫn còn trang bị đầy đủ nha của anh chị. Rồi ở đây thì trang bị là thêm có cổng vẫn giữ nguyên cổng 220 nè, và có sạc pin luôn nha, cổng sạc nhanh luôn nè. Đấy, rồi nội thất thì quá mới quý anh chị, bởi vì cơ bản đây một chiếc xe là chạy lướt quý anh chị, chạy lướt thôi nha, thành ra là mọi thứ đều rất là đẹp. Có dàn đèn nội thất nữa đâu quý anh chị nha, đèn nội thất nè, và nội thất cũng được là ốp thêm gỗ quý anh chị nha. Đấy, rồi vô lăng cần số nha, ghế chỉnh điện này, hai ghế chỉnh điện nha quý anh chị. Màn hình cực kỳ đẹp ha, màn hình cực kỳ đẹp của hãng Ford. Camera lùi cũng có sẵn nè, cảm biến trước sau nha. Ở phiên bản này được trang bị được cái phanh tay điện tử nữa quý anh chị nha, và một cầu thì chưa có lùi chuông. Rồi để mình qua bên ghế tài. Bên ghế tài thì nó cũng được trang bị là một cái nội thất. Đấy, cũng là rất là đẹp hơn ha. Ghế này căng đét luôn, như xe mới vậy. Có bơm lưng ha, chỉnh tới lui. Đây là phím điều chỉnh đèn nha quý chị nha, điều chỉnh đèn. Rồi, vô lăng thì vẫn thế quý chị, bọc da nha, tích hợp nút điều khiển cruise control lim nha. Màn hình thì đã chuyển qua là LCD là rất là đẹp luôn. Rồi. Anh chị nào đang quan tâm dòng xe này thì cứ liên hệ em Hưng nha. Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn về xe, về ngân hàng cho quý anh chị, và quý anh chị có thể là check hãng, check test thoải mái nha quý anh chị, check test thoải mái trước khi nhận xe. Ok, bên em Hưng có hỗ trợ trả góp ngân hàng là 70% giá trị định giá. Anh chị nào quan tâm dòng xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hưng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nha. Rồi,
Đây chiếc xe em Hưng quay ở khu biệt thự của anh chị ven sông nha. Đấy, lên cái toát lên cái giá trị của nó liền. Chúc anh chị năm mới làm ăn mua may bán đắt nha, có tiền ủng hộ em Hưng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.